Sâm trong củ bonsai gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một cái video ngắn hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác về những cái sản phẩm chất lượng và giá sẽ là giảm giá thấp nhất ở trong cái video hôm nay, đặc biệt tri ân khách hàng chào đón ngày đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 của toàn đất nước Việt Nam. Thì em sẽ chi tiết về từng sản phẩm một nhé. Bác nào mà muốn mua những cái sản phẩm chất lượng và cái giá rẻ nhất trong cái những cái video khuyến mại như này thì các bác hãy cùng ở lại hết video với em nhé. Bác nào mà không mua những cái sản phẩm này thì rất là tiếc các bác ạ. Đầu tiên thì em xin phép là chi tiết về cái sản phẩm đầu tiên, đó là cái bộ kéo mà em muốn khuyến mại đầu tiên ở video hôm nay. Đầu tiên thì sẽ là cái chiếc kéo đĩa cành, đĩa răm. Cây này sẽ là giá nhất nhé, hàng cao cấp, nằm ở trong một cái hộp màu xanh rất là đẹp như thế này. Cây kéo này thì các bác có thể tỉa những cành bé, cành nhỏ này. Và cây này thì sẽ là 35cm, được làm bằng thép cho các bác nhé. Thép này thì các bác sử dụng rất là sắc bén luôn. Đấy, cây này thì sẽ có cái lò xo này là lò xo V nhé. Lò xo V full sơn màu đen này, các bác không cần lo bị han gì đâu các bác. Các bác sẽ mở phần khóa chốt ở đây ra. Đây là khóa chốt này. Các bác sẽ mở phần khóa chốt đây ra nhé. Đây, cây này thì nó sẽ rất là nhọn này các bác. Lưỡi rất là nhọn như này nhé. Sẽ là 35cm cây kéo này. Dài nhất để các bác nhìn mình tỉa răm. Tiếp theo đó là một cây kéo chung. Kéo chung sẽ rơi vào tầm 30cm các bác. Đấy, trên cái phần gần lưỡi này, gần ốc chốt này sẽ có chữ Made in Japan nhé. Đấy, được làm bằng thép toàn bộ luôn các bác cứ yên tâm về chất lượng. Nhận hàng các bác kiểm tra thoải mái cho em. Và cái con kéo này thì các bác sử dụng rất chi là bền luôn nhé. Nhà em đang sử dụng con này tới mấy năm rồi. Bình thường là bộ này, hai cây này giá là 350.000 một bộ rồi các bác này, 350.000 một bộ nhé. Nhưng mà để đón chào cái ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam, toàn bộ đất nước Việt Nam thì em sẽ gửi tặng các bác, tặng kèm cho các bác thêm một cái cây kéo tỉa này. Và giá chỉ có 330.000 một bộ kéo ngày hôm nay thôi các bác. Chỉ có 330.000 thôi nhé. Cây tỉa rất là sắc bén luôn này. Tỉa 24, chiều dài là 24cm. Đấy, chọn bộ chỉ có 330.000, em sẽ miễn phí ship vận chuyển cho các bác. Tiếp tới là cái vòng kìm chết này. Kìm chết hôm nay em về kìm bãi của hàng USA, làm bằng lưỡi thép của CRV, rất chi là sắc. Không những sắc mà còn khỏe các bác ạ. Dòng này là các bác nhớ chuyên làm cơ khí đấy, làm cơ khí sửa xe, sửa tất cả các loại, sửa ô tô nhé. Hoặc các bác có thể sửa những cái đường ống nước này. Đấy, hàng này rất chi là dày đẹp luôn, hàng bãi, nhưng mà em đã lựa chọn từng cây một rồi cho nên là chất lượng các bác yên tâm nhé. Và cái giá của cái video này chắc chắn khi bác nghe thì nó rất chi là rẻ các bác. Một cây chất lượng như này, một cây kìm chất lượng như này được sử dụng vào rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng mà giá chỉ có 150.000 ở cái video hôm nay thôi các bác ạ. 150.000 một cây kìm chết hàng USA nhé. Các bác không nghe nhầm đâu ạ. Đấy, các bác mua hàng hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em đặt hàng nhé. Và tất nhiên thì khi các bác mà xem cái kênh của em thì các bác hãy xem xin một lượt like, chuông, đăng ký kênh để đón xem và cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất mà em gửi tới các bác. Tiếp tới sẽ là cái dòng cưa. Cưa này sẽ là dòng cưa của Đài Loan nhập khẩu, hàng Made in Japan, công nghệ của Nhật bác nhá. Này là hàng cưa của Đài Loan. Kích thước em đang cầm trên tay đây là kích thước 17cm. Đấy, các bác dạng này sẵn dạng cưa gấp nhé. Các bác sẽ ấn công tắc đây, các bác gấp và mở lưỡi cưa. Lưỡi này sẽ là 17cm để các bác có thể cưa cành từ 5 đến 10cm lên thoải mái luôn. Đấy, cái phần tay cầm này thì sẽ được làm bằng nhựa cao cấp này. Các bác cầm nắm rất là êm tay và không bị trơn trượt rát tay nhé. Các bác cưa cành thoải mái luôn. Và đặc biệt thì cái dòng cưa này hôm nay cũng sẽ giảm giá các bác. Bình thường đang bán giá thấp nhất sẽ là 250.000, video hôm nay sẽ giảm giá chỉ còn 230.000 một cây. Và tặng kèm cho các bác một cái vỏ rất xịn sò như này để các bác mình bảo vệ cái cây cưa của mình nhé. Đấy, 230.000 một cây, 17cm, cưa màu cam như này các bác nhé. Đây là màu cam này. Tiếp tới sẽ là cưa dài hơn, đó là cưa 21cm các bác nhé. Cưa này thì các bác có thể cưa cành to hơn nữa này. Đấy, dòng cưa thép lưỡi màu trắng rất chi là bền luôn và sắc bén. Và cây này thì ngày hôm nay sẽ gửi tới các bác giá sẽ là 250.000, bình thường đăng giá sẽ là 280.000 các bác ạ. Đấy, sản phẩm này em cũng sẽ giảm giá cái video hôm nay để gửi tặng các bác mình. Thì các bác mua hàng các bác hãy nhớ tên giúp em nhé. Đây là cưa gấp Đài Loan nhập khẩu, nằm trong cái hộp rất là xịn sò. Đấy, tiếp theo sẽ là cái những cái con dao siết ghép cây và gọt hoa quả này, không thể thiếu được cái dòng dao Mỹ này. Đấy, dòng dao Mỹ này là hàng rất chi là chất lượng luôn các bác. Lưỡi thép đanh và rất là dày, cái phần sống lưng rất là dày nhá, nhưng cái phần lưỡi thì sẽ mỏng bay để giúp cho lưỡi của cái chiếc dao luôn luôn là sắc bén này. Dạng dao gấp rất là gọn gàng các bác có thể mở được cả lưỡi đây, được bác có thể mở được cả nắp bia nhá. Đấy, nắp bia đây. Đấy, rất chi là tiện lợi. Nó đằng sau có cái phần này các bác nhìn gài túi này hay gài thắt lưng nhá. Và con dao Mỹ này ngày hôm nay thì
sẽ gửi tới các bác cái giá sẽ là 250.000. Đấy, bình thường đang là 300.000. Video này sẽ giảm giá còn 250.000 một con bĩ dài này các bác. Tiếp theo là con bĩ ngắn này, các bác vừa có thể làm móc chìa khóa này, vừa có thể làm chiết ghép mắt cây, rất là tiện lợi luôn. Còn hoa quả đều được hết các bác nhá, dạng gấp. Tay cầm này sẽ được bọc bên ngoài là hai cái lớp gỗ này, để các bác cầm nắm sẽ không bị trượt nhá. Đấy, con này rất là chất lượng luôn. Con này thì hôm nay cũng giảm giá chỉ còn 150.000 một con thôi các bác. Đấy, con này móc khóa rất là ok này các bác này. Đấy, dòng dao rất là chất lượng luôn, em gửi tới các bác rất chi là nhiều rồi. Đấy, bác nào mà chưa sở hữu được cái dòng dao Mỹ này thì hãy nhanh tay nhé, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em để đặt hàng chốt đơn. Và tiếp theo đó là một cái dòng dao nữa, một cái dòng dao này còn chất lượng hơn nữa các bạn. Đây, con dao này sẽ là cái dao dạng tay gấu này. Đấy, chất thép rất chi là đanh luôn, dày luôn. Đấy, cái lưỡi này sắc bén. À, con này thì các bác nhìn không đã thấy chất lượng các bạn. Đây, dòng tay gấu này, tay gấu bác cầm nhá. Đằng sau sẽ có cái phần để các bác gài, các bác gài túi quần hoặc gài túi áo, gài thắt lưng nhá, rất là tiện, dạng gấp, dạng dao gấp này. Nhưng mà khi các bác mở ra, các bác lưu ý cho em này, con dạng này thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với tất cả các dòng dao mà em đã giới thiệu trên kênh của em. Dòng này là dòng rất là mới, em vừa mới về. Thì cái dòng này các bác muốn mở nhá, các bác phải đẩy cái phần lẫy của nó vào bên trong lòng của mình này, thì lưỡi rưỡi của dao sẽ bật ra các bác nhá. Đấy, lưỡi dao sẽ bật ra thì các bác mới sử dụng được nhá. Và con dao này ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bác giá sẽ là 250.000 một con tay gấu này. Rất chi là đẹp và rất là chất lượng, các bác có thể mua tặng những người thân yêu quá là ok luôn các bác ạ. Ngoài những sản phẩm này thì em còn cung cấp cho bác rất nhiều sản phẩm khác nữa, nhưng mà mỗi một video thì em chỉ xin đăng tải một vài sản phẩm để cho các bác mình tham khảo thôi. Và bây giờ thì một cái video ngắn xin phép được tạm dừng tại đây. Các bác quan tâm và yêu quý kênh cho em xin một lượt like, chuông, đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất, giá rẻ nhất gửi tới các bác như mình nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin gửi lời chào và xin được hẹn lại các bác ở những video ngắn lần sau.